I did not.
không có gì, em rảnh quá này tập thể dục thôi mà. Thế tập gì ở đấy đấy? Không, em tập chơi vậy thôi. Không có cái gì mà trưa nắng nó ra đây nó bơi. Đúng là con điên. Ừ, kệ tao. À, đây rồi. Ui, hôm qua mình mơ đây có tiền, đúng là có tiền thật. Hả? À, mày tìm được tiền ở đây á? Ừ. Ôi, cái đồ luôn là tiền bơi. Mày giỏi thế. Mày bơi sao? Vừa bơi được. Đâu nhỉ? Mày mày tìm đi. Có tiền ở đây mà. Chưa hay bánh sau đây? Bánh chưa nhỉ? Thấy đâu em ơi, ra đây nhìn này, sâu nó cắn hết cái nhà đàm với chồng mẹ rồi, ra đây tìm bố anh cả. Sao quá, ui nó cắn thẳng hết cây nhà đàm của em, có gì đắp mặt bây giờ? Ủa, lắc vừa thôi, nó trên nó đâu, thế nào? Vừa nãy thấy nó lên một cái lẩn đâu mà đâu. Em đem tìm đi nhá, tìm bố anh ấy, anh đi ra đây ngồi thế nhỉ. Là gì cơ, cái nhà đào nó có sâu nó ăn đâu mà đấy mà tìm. Ờ nhìn, anh lừa em ạ. Mm.